Nếu như bạn là một cô dâu sắp cưới hoặc chuẩn bị kết hôn, hoặc bạn đã kết hôn và mẹ chồng của bạn, hay còn gọi là cái chủ đề mẹ chồng nàng dâu cũng chính là tiêu đề của cuốn sách này, là cái điều mà bạn đang tìm kiếm, thì đây chính là cuốn sách dành cho bạn. Chủ đề mà muôn thuở người ta hay nhắc đi nhắc lại là mẹ chồng là như thế này, con dâu là như thế kia, nó luôn là cái chủ đề hot ở trên tất cả các mạng xã hội cũng như là cái cuộc sống hàng ngày. Vậy những cái điều gì bạn cần chuẩn bị để làm dâu của một gia đình nào đó? Nếu như bạn là mẹ chồng, cuốn sách này cũng có thể dành cho bạn. Hoặc nếu bạn là một đứa con trai mà sắp nhìn thấy vợ của mình, hay còn gọi là vợ tương lai của mình, hay vợ vừa mới cưới của mình, sẽ phải đối diện với những điều gì trong cái cuộc sống mẹ chồng nàng dâu? Đây là những kiến thức Nhi chia sẻ dựa trên những điều Nhi được học, Nhi được biết, cũng như Nhi giúp đỡ rất nhiều khách hàng của Nhi trải qua cái quá trình làm giàu, cũng tương tự với cái kỹ năng cá nhân của Nhi cũng như kinh nghiệm cá nhân của Nhi khi Nhi phải đối diện với cái chuyện làm con giàu là như thế nào. Mẹ chồng nàng dâu, 12 tháng 7 năm 2022, Nhi gặp lại các bạn vào ngày public sex. Chào các bạn.